7 mẹo giúp việc sắm Tết hiệu quả và tiết kiệm. Một số mẹo hay dưới đây sẽ giúp các chị em có những chi tiêu phù hợp, tránh lãng phí khi đi mua sắm trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Lên danh sách những thứ cần mua. Trước khi bắt đầu mua sắm, các bà nội trợ nên lập danh sách những đồ cần mua cho ngày Tết, sau đó phân loại và sắp xếp thứ hạng ưu tiên món đồ nên mua và loại bỏ những món đồ không thực sự cần thiết. Lưu ý với thực phẩm, chị em nên cân nhắc mua số lượng vừa đủ, không tích trữ quá nhiều. Bởi lẽ hiện nay, các siêu thị và chợ dân sinh đều bắt đầu hoạt động trở lại từ khá sớm, nên việc mua thực phẩm tươi ngon cũng dễ dàng hơn so với trước, săn sale các mặt hàng thiết yếu. Cận Tết là thời điểm các nhãn hàng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu mua sắm. Theo đó, một số mặt hàng được giảm giá sâu và cực sốc với mức giá chỉ bằng một nửa so với bình thường. Đây là cơ hội vàng để mang về nhà những món đồ yêu thích với mức giá tốt, từ đó giúp tiết kiệm chi phí mua sắm đáng kể. Hơn thế, đây cũng là thời điểm không thể phù hợp hơn để bạn thay mới các đồ dùng thiết yếu trong gia đình hoặc mua sắm quà Tết cho ông bà, cha mẹ, người thân. Xem xét việc mua hàng online. Tương tự như mua sắm trực tuyến, thị trường mua sắm online cũng rất sôi động dịp cuối năm. Theo đó, trên các website thương mại điện tử thường xuyên chạy rất nhiều chương trình khuyến mại lớn trước Tết. Một kinh nghiệm dành cho các bà nội trợ là hãy tham khảo kỹ những bình luận của người tiêu dùng trước đó để có thể lựa chọn những mặt hàng đảm bảo chất lượng. Mua hàng online sẽ giúp các bà nội trợ tiết kiệm được khoảng thời gian đi lại cũng như tránh phải đến những chỗ đông người khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tham khảo và so sánh giá. Trước khi mua sắm, bạn hãy dành thời gian tìm kiếm các thông tin về địa điểm và giá cả các mặt hàng để so sánh, tham khảo chất lượng của nó. Bạn có thể tra cứu trên Internet hoặc đến các siêu thị, chợ, cửa hàng để có thể xem xét hết giá cả và các mặt hàng thiết yếu cần mua, sau đó mới quyết định mua những mặt hàng nào. Tận dụng đồ cũ để trang trí. Ngoài đồ ăn, bánh kẹo cần phải sắm mới, phần trang trí nhà cửa như cây cối, đào quất hay câu đối, lọ hoa, ấm trà hoàn toàn có thể được tận dụng từ những món đồ cũ. Cách này sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi kha khá trong mùa Tết. Tự chuẩn bị món ăn. Một cách nữa giúp chị em tiết kiệm chi phí đáng kể đó chính là tự tay chuẩn bị các món ăn cho mâm cơm ngày Tết như gói bánh chưng, làm giò chả, muối dưa hành. Việc này có thể tốn chút thời gian và hơi mệt, nhưng bù lại các thành viên trong gia đình sẽ có khoảng thời gian ý nghĩa, tăng sự kết nối khi cùng quây quần chuẩn bị Tết. Hơn nữa, món ăn do chính tay mình chế biến cũng giúp chúng ta thêm yên tâm về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm. Dù bạn bè đồng nghiệp sắm Tết chung, các gia đình hoàn toàn có thể sắm chung các mặt hàng cho ngày Tết. Nếu rủ thêm người sắm Tết thì bạn có thể mua hàng với giá rẻ, có ưu đãi khuyến mại hậu hĩnh hay quà tặng đi kèm. Điều này chắc chắn cũng giúp bạn tiết kiệm thêm được một khoản đáng kể.